Câu chuyện về sự hy sinh của cây chuối. Lâu nay tôi vẫn ăn chuối, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cây chuối, bùng chuối mà không hay biết cây chuối chính là hình ảnh tượng trưng cho sự hy sinh. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết nhiều về các loại cây trái, đặc biệt là cây chuối. Một lần khi đang đi cùng với bố, tôi nhìn thấy một cây chuối đang trổ buồng, liền hỏi. Bố ơi, trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được bao nhiêu buồng vậy bố? Chỉ một buồng duy nhất. Ông trả lời, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời này của bố. Bởi trước đó tôi cứ đinh ninh rằng, trong cuộc đời của mình thì một cây chuối ít nhất cũng phải cho ra đến vài buồng. Khi bu, và rồi tôi biết rằng trong quá trình trổ rồi nuôi dưỡng bùng chuối, cây chuối mẹ đã hy sinh tất cả những phần tinh túy nhất của mình. Chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá của cây chuối mẹ đều được dồn vào những của chuối đến chúng được chín, thơm, ngọt và ngon. Hóa ra lâu nay hàng ngày tôi vẫn ăn chuối và thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cây chuối. Bùng chuối mà không hề hay biết vòng đời của cây chuối chính là hình ảnh tuyệt đẹp, tượng trưng cho sự hy sinh cao cả. Và nếu như bạn để ý, dưới gốc cây chuối mẹ sắp chết đi là chuối non của một hay vài cây chuối con mới mẻ đang vươn lên, vươn lên. Một cuộc sống mới, một sự hy sinh mới lại bắt đầu. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và theo dõi. Hãy luôn ủng hộ channel của mình nhé. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.